Ngô Thanh Vân, Angela Phương Trinh cùng mở nhà hàng chay. Người bị chê Bắc chỉ dành cho người có điều kiện. 118.000 một bát mì và giữa trưa nắng chang chang của Sài Gòn tôi cũng phải mò đến đây bằng được. Mặc dù thế nhưng mà ăn bữa này xong tôi có cảm giác là muốn cạch tinh bột đến sang năm. Chắc mắc dữ lắm ha, cùng tôi kiểm chứng nha. Bất ngờ về menu các món giá dao động từ 58 xu đến mắc nhất là 118 xu. Món miếng trộn chang chang cảm hứng từ cái lần bạn chị đi Trung Quốc. Ngày hôm nay là hết 700 xu, quán không có máy lạnh nên đi buổi sáng sẽ hơi nóng đó nha mọi người. Người bán đồng giá 30k đồ ăn ê hề. Quán chay của diễn viên Angela Phương Trinh. Thực đơn chúng ta sẽ được phục vụ theo ngày, theo thứ. Món mỗi ngày luôn sẽ có cơm, có mì, có gỏi cuốn. Hai dĩa cơm mình chất lượng chỉnh chu như vậy mà mỗi dĩa chỉ có 30 xu thôi đó. Chắc là chị Angela Phương Trinh không có lấy danh người nổi tiếng để tăng giá món đâu nha. Cộng đồng mạng tranh cái chất lượng liệu có tương xứng giá thành. Nên có món gì đó mà có thể ăn no được từ 40k thì tốt. Chứ từ 58k mà đồ lèo tèo thì muốn ăn no phải 200k trở lên. Khách có thể sẽ chỉ đi một lần cho biết. Ngày xưa ăn chay là vì thiếu điều kiện nên ăn vậy để tiết kiệm. Ngày nay ăn chay là có điều kiện. Quán này dành cho người giàu thích ăn chay nha. Đừng than mắc nữa những người nghèo ơi. Quán chay của Ngô Thanh Vân đang bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Vốn thường xuyên gây sốt với những khoảnh khắc vào bếp cùng chồng là đầu bếp Huy Trần, nay cặp đôi đã chính thức cho dân tình được thỏa lòng thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Huy Trần. Ngay khi quán chay được khai trương, nhà hàng Ngô Thanh Vân đã ngay lập tức nhận về muôn vàn ý kiến trái chiều. Đầu tiên phải kể đến chất lượng, trong hầu hết các review của khách hàng đến quán, các món ăn chay tại quán Ngô Thanh Vân được nhận xét rất lạ miệng, độc đáo và công phu. Tài nghệ tay nghề của Huy Trần được dân tình chứng thực quả thật rất ngon miệng, đặc biệt là rất kỳ công và đặt nhiều tâm huyết. Dù nhận được rất nhiều lời khen về chất lượng nhưng quán ăn của Ngô Thanh Vân được nhận xét chỉ dành cho người giàu. Lý do là bởi giá thành được đánh giá là khá mắc với miến trộn 118 cành, bún thái 98 cành, món rẻ nhất là quẩy có giá 36 cành. Lý do bị các món ăn quán Ngô Thanh Vân bị chê mắc là bởi mỗi phần ăn không quá nhiều, thậm chí là bị nhận xét chỉ có đúng một nhính đã hết đĩa. Đây, hên quá, cũng gặp người quen. Hello, xin mời đến Chan Chan. Yeah. Trời đất ơi, mang nhìn cái quán này mà tưởng đâu mình đang ở Hồng Kông luôn á. Nhận là anh Huy rất là dễ thương luôn á. Còn đứng giới thiệu từng món ăn cho Mai nữa nè. Và đây là tổng thiệt hại của Mai, mọi người coi thấy có ok không? Bên cạnh nhiều lời bênh vực cho rằng đồ chay để có chất lượng tốt nhất thì giá thành mắc là điều dễ hiểu. Quán của nữ diễn viên và chồng cũng nằm ở vị trí khá đắt đỏ tại Sài Gòn nên đây là mức giá chấp nhận được. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng quán chay của Ngô Thanh Vân sẽ chỉ dành cho người có điều kiện, còn lại sẽ chỉ ăn một lần cho biết, không thể quay lại thường xuyên vì phần giá và khẩu phần ăn quá ít không phù hợp người Việt. Dù bán món Việt nhưng khẩu phần ăn một món của Ngô Thanh Vân bị nhận xét giống như một phần ăn trong nhà hàng Âu. Có giá thành không quá rẻ, quán Ngô Thanh Vân còn có phần thiết kế cũng gây tranh cãi với không gian mở, không có máy lạnh và bị nhận xét là không phù hợp với không khí quá nóng bức tại Sài Gòn. Ngay khi quán chay của Ngô Thanh Vân gây tranh cãi về giá cả, thì một quán chay khác của người nổi tiếng cũng bất ngờ bị dân tình réo tên, đó chính là quán đồ ăn chay của Angela Phương Trinh. Cùng là người nổi tiếng mở nhà hàng chay, thế nhưng thay vì gây tranh cãi vì giá cả thì quán chay của Angela Phương Trinh được khen vì có giá cả rất rẻ, món nào cũng đồng giá chỉ 30 cành. Các món lẩu sẽ có giá thành đắt hơn, nhưng nhìn chung là phù hợp với nhu cầu đa dạng của mọi người. Cùng mở quán chay nhưng sự đối lập của Angela Phương Trinh và Ngô Thanh Vân khiến dân tình phải so sánh. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng giá cả mắc đồng nghĩa chất lượng các món ăn của mỗi quán sẽ khác nhau. Trong khi quán Angela Phương Trinh bán các món bình dân hơn, thì quán chay Ngô Thanh Vân bán những món ăn lạ miệng, kỳ công và được đầu bếp Huy Trần tỉ mỉ trong mọi khâu. Thế mới nói, câu chuyện mở quán ăn của người nổi tiếng luôn gây nên nhiều tranh cãi. Còn bạn, bạn thấy sao về sự đối lập của quán chay Ngô Thanh Vân và Angela Phương Trinh? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!